Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 5 của trang web olmnoi.vn. Ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tỉ số là gì thông qua bài giới thiệu tỉ số. Trước hết, các con hãy cùng nhìn những hình ảnh dưới đây. Ở đây cô có một đội xe bao gồm 7 xe tải và 5 xe con như thế này. Chúng ta sẽ viết số lượng xe ở trên này. Khi đó, nếu như cô dùng sơ đồ để thể hiện số lượng xe tải và số lượng xe con, chúng ta sẽ có Xe tải là đoạn thẳng gồm 7 phần bằng nhau và xe con thì là đoạn thẳng gồm 5 phần bằng nhau. Khi nhìn vào sơ đồ như thế này thì chúng ta sẽ nói rằng tỷ số của số xe tải và số xe con sẽ là 7 chia 5 hoặc là 7 phần 5. Chúng ta có hai cách gọi tỉ số là 7/5 hoặc là 7 phần 5. Đây chính là tỉ số của số xe tải và số xe con. Vậy theo các con, ý nghĩa của tỉ số này là gì? Đúng như vậy, tỉ số này sẽ cho chúng ta biết rằng số xe tải bằng 7 phần 5 số xe con. Đó chính là ý nghĩa của tỉ số. Một cách rất đơn giản ta sẽ thấy rằng xe tải có 7, xe con có 5, vậy thì tỷ số của số xe tải và số xe con sẽ là 7 chia 5 hoặc là 7 phần 5. Vậy tương tự như thế các con hãy cho cô biết tỷ số giữa số xe con và số xe tải sẽ là bao nhiêu và tỷ số đó cho biết ý nghĩa gì. Rất tốt, ta sẽ thấy được ngay là gì? Tỷ số của số xe con và số xe tải sẽ là 5 chia 7 hoặc là 5 phần 7. Và nó cho biết rằng số xe con sẽ bằng 5 phần 7 số xe tải. Đó chính là tỷ số cũng như ý nghĩa của tỷ số. Tương tự như vậy, các con hãy cùng hoàn thành cho cô bảng dưới đây. Nếu cô có số thứ nhất là 5, số thứ hai là 7, thì tỷ số của số thứ nhất và số thứ hai sẽ là 5 phần 7 hoặc là 5 chia 7. Tương tự, nếu như cô có số thứ nhất là 3, số thứ hai là 6, thì tỷ số của số thứ nhất và số thứ hai là gì? Và tổng quát, nếu như cô cho số thứ nhất là A, số thứ hai là B với điều kiện B khác không, thì chúng ta cũng sẽ suy ra được tỷ số của số thứ nhất và số thứ hai. Các con hãy cùng điền vào bảng xuất hiện trên màn hình khi chúng ta xem bài giảng trên trang web olm.vn. Chúc mừng các con, như vậy chúng ta sẽ thấy được ngay tỉ số thứ hai là 3 chia 6 hoặc 3 phần 6. Và tổng quát, nếu như số thứ nhất là A và số thứ hai là B khác không, thì tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai sẽ là A chia B hoặc A phần B. Điều kiện B ở đây phải khác không bởi vì chúng ta có phép chia cho B và phân số với B là mẫu số. Như vậy, chắc chắn các con đã nắm được về khái niệm tỉ số cũng như ý nghĩa của nó rồi. Tới đây cô có một lưu ý đó là tỉ số thì sẽ không kèm đơn vị. Nghĩa là gì? Ví dụ như tỉ số của 3m và 6m thì chúng ta sẽ không viết là 3m chia 6m mà nó sẽ là 3 chia 6 hoặc là 3 phần 6. Vậy với hai số đo mà khác đơn vị thì sao? Ví dụ như cần tìm tỉ số của 15m và 1km, phải chăng nó sẽ là 15 chia 1 hoặc 15 phần 1? Các con hãy cho cô biết ý kiến. Đúng rồi, ở đây chúng ta sẽ phải đưa về cùng một đơn vị đo, nghĩa là phải đổi 1 km thành 1.000 m. Sau đó, tỷ số của 15 m và 1.000 m sẽ là 15 chia cho 1.000 hoặc là 15 phần 1.000. Hãy lưu ý là ta sẽ đưa về cùng một đơn vị đo, sau đó tỷ số thì sẽ không kèm đơn vị. Đó là một số lưu ý về tỷ số. Áp dụng các phần kiến thức đã học, các con hãy cùng làm cho cô một số bài tập xuất hiện trên màn hình khi chúng ta xem bài giảng trên trang web olm.vn. Chúc mừng các con! Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến một vài bài toán có lời văn. Trên bãi cỏ có 9 con bò và số trâu thì bằng 1 phần 3 số con bò. Hỏi trên bãi đó sẽ có mấy con trâu? Trước hết ở đây thì chúng ta đã biết tỉ số trâu và tỉ số bò trên bãi cỏ này là 1 phần 3. Vậy thì trước hết chúng ta sẽ vẽ sơ đồ. Số bò ở đây là đoạn thẳng, gồm 3 phần bằng nhau, còn số trâu thì sẽ là 1 phần. Số bò tương ứng với 9 con, vậy số trâu sẽ được tính bằng cách nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ tính số trâu bằng cách lấy 9 chia 3 và kết quả là 3 con. Vậy là dựa vào tỷ số, chúng ta sẽ có thể tính toán được một số bài toán liên quan tới hai hay là nhiều đại lượng. Như vậy, ở bài giảng ngày hôm nay thì cô đã giới thiệu tới các con về tỷ số, cách tìm tỷ số giữa hai số cũng như đưa vận dụng việc tính tỷ số. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của olm.vn.